Rồi, hello cả nhà nhé. Hôm nay đến hẹn lại lên cả nhà. Mình sẽ đi cập nhật cái tình hình của cái đèo An Khê cả nhà nhé. Rồi, ok, bây giờ sẽ theo chân mình nha cả nhà. Cả nhà tới khu vực đỉnh đèo cả nhà. Ở đây người ta dựng mấy cái xe tải xe khách này đứng ở trên đèo này, họ dùng nước mui cái này họ rửa. Xe lên xuống khá là đông cả nhà ơi. Thời tiết hôm sáng hôm nay rất là đẹp. Trước mắt chúng ta là những cái công trình đèo An Khê. Hiện giờ người ta đang có một bộ phận đang đào cái hố ga cả nhà, phía bên tay trái cả nhà. Người ta gỡ cái người ta làm rồi, người ta gỡ cái tấm bắp bà. Phía bên tay trái kia họ đang thi công nạo quét đường và gia cố lại cái hệ thống đường cho nó còn bị thêm vào đó đất đá cả nhà, thêm vào đá để gia cố cho nó chắc chắn cả nhà, không bị sụt lún hả. Cái lớp mà kia nó dày, cái lớp mà lớp nhựa dày do là nhiều năm họ đổ thêm lên á, nó dày. cái lớp đất, lớp đá là một cái lớp đá một hai rồi lớp nhựa. Theo mình nghĩ cái đường này họ không đổ bê tông rồi, tại vì cái đường này là đường đèo.
thời gian mà đổ ở trong cái đường đèo này cũng là một cái rất là nan giải, cho nên họ chắc có lẽ không đổ bê tông nữa nha. Như mấy cái đường như trong xã đồ, đường trong xã sẽ đổ bê tông ở nhà. Đường khá rộng ở nhà. Hôm nay đường xe đi rất là nhiều. Cái hệ thống thống chống sạt lở này nó ra cỏ này, cỏ mọc rất là nhiều nha. Không phải giữ độ ẩm mà là nó mục đích của nó là nó gia cố cái cỏ nó mọc lên này là để nó giữ cái mặt, cái bờ mặt của cái vách đó. Còn đây là họ phun mà phun xi măng nha. Xi măng gì nó đã cứng rồi, rất là cứng. Ông ấy để mục đích là để nó thoát nước, chứ làm gì mục đích thoát nước á, còn không là để nó thoát khí gì đó. Sáng nay xe lên xuống rất là đông cả nhà. Giờ có một vài có hai chú đang đi đo đạc cả nhà. Nhưng mà cái ngọn đồi, cái mô đất ở đây là mình nghĩ là chắc họ cũng dọn dẹp luôn. Sau khi cái đường này nó thông á là họ sẽ dọn dẹp và bỏ hết cái khu vực này, chắc chắn 100% luôn. Buổi sáng này đi xe đi rất là nhiều cả nhà. Xuống đẩy lên đi lên đi còn mà đó. Hỏi phía bên kia họ đang ở phía dưới kia, người ta đang làm gì ta? Xong rồi phía kia nó lúng cả nhà. Xuống rồi, đi xuống rồi. Đi lên. Lên đi, bao vòng đằng kia mà. Đi đâu ấy nữa, kẹt nữa. Kẹt nữa.
chịu nha. Đi. Tí nữa mình sẽ đi vòng lên đây nè. Ở phía bên trái người ta cũng đang thực hiện cái công việc làm cái hệ thống chống sạt lở cả nhà. Phía bên trái này họ làm đào rất là sâu cả nhà ơi. Đào rất là sâu. Đào sâu xuống. Cái đường này rất là hẹp. Rất là hẹp. Sáng hôm nay xe đi rất là đông. Cực kỳ đông luôn. Khu vực họ đắm cây, đất họ đắm cây là họ che chắn này nha, che chắn và họ sẽ làm
con công việc gì đó, hay là gọi là che chắn tạm thời á, chắc họ là sẽ xây lên ở nhà, xây một cái gốc ngăn lên, còn cái này ở dưới kia là bột thấm ở nhà, rất nguy hiểm. Với cái đường phía bên tay trái này thông chưa biết. Chỗ này họ ngăn, họ không cho xe đi vào ấy nhỉ. Các cái công nhân họ làm một cái vách ngăn tạm thời đấy nha. Nếu mà tiến độ thế này thì mình nghĩ khá là lâu mới xong. Wow, cái đoạn đường này họ vẫn chưa đổ nhựa nữa cả nhà. Họ vẫn chưa đổ nhựa nữa. À, vướng mắc ở chỗ ngay chỗ cái vùng trũng như đây nha. Dưới đây giống như một cái vùng trũng á, tạo ra một cũng giống như một cái trũng hố á, sợ là nhìn nó không có được đẹp ở nhà. Cái khúc ra là cái khúc đoạn này là nó không được đẹp rồi. Thay mình nghĩ chỗ này mà nâng lên một chút nữa, nâng lên một chút nữa, nâng lên một chút và mở cái khúc nạo và bốt bên tay trái này một ít nữa, cho nó mở một cái không gian tầm nhìn ra cả nhà. Thì cái tầm nhìn vẫn chưa được. Bây giờ công nhân họ cũng đang thực hiện mấy gạt, không phải, họ đổ đá và sẽ lưu cái đá một hai đá, là đá gì mình cũng không rõ, nhưng mà nó nhìn nó giống như đá bột á. Mục tiêu của họ chắc có lẽ là xong một con đường, xong đến đâu thì đổ nhựa đến đó, và
như một số người họ trồng trồng keo ở nhà thôi, trồng keo khi sau khi những cái ngọn đồi bị cắt bị đào á, ngọn đồi hoặc những cái ngọn đồi họ đào gian dở, họ đào tới đâu thì họ trồng cây keo lên đó nha. Hôm nay có một có mấy cái biệt thự đây, nó nằm ở trên này, mấy cái biệt thự đây không biết khi nào họ dọn dẹp. Có một chiếc xe bị trục trặc cả nhà, và nó đứng vào ngay khúc cua luôn. Xe mà ngán nhất là những chiếc xe cái anh tội cho những anh xe tải cả nhà, đi lên mà bị như thế là phải nói là chịu. Ra nhìn qua bên kia thông rồi nè, nhìn thấy xe múc phía bên kia rồi, và chỉ còn một cái cục thịt to tướng nằm trước mắt mình thôi đó, một cục đá to tướng. Chỗ này nó dọn dẹp đi nè, tuyệt vời nha, dọn hết đống đá đây là cái con đường này nó tuyệt vời luôn á. Cái khúc cua này nó không còn cong cua quanh quèo nữa, nó được gọi là đi thẳng á. Phá để phá một cái vách núi như thế này là cũng một cái quá trình rất là nỗ lực của các anh em công nhân ở nhà, mình cũng thán phục luôn á. Thời gian phá cái đấy cũng khá là lâu đó nha. Không biết cái con đường mà nó đổ nhựa rồi á, sau khi người dân được đi rồi á, rồi không biết nó duy trì sau khi cái tuyến phía trên kia nó hoàn thành không, gọi là độ bền đó cả nhà, cái độ bền của nó có duy trì không ạ. Đúng cái gì nó cũng có sự hao mòn ở nhà, dùng nhiều nó hao mòn. Ok cả nhà, sau khi mình đi xuống mà hết cái đoạn đèo đi xuống nha, rồi tí nữa mình sẽ quay lên và mình sẽ quay lại cái đoạn đi lên, và mình sẽ nói chi tiết thêm những cái gì cần mình thấy nó chưa được mình sẽ nói cả nhà. Nói dù sao thì đây cũng là một cái công trình lớn cả nhà á, cái đường đèo mà giống như là làm mới lại hết cả nhà ơi, làm mới lại từ A tới Z cả nhà, giống như họ mở một cái con đường mới á, có tận dụng lại những cái tuyến cũ nhưng mà ít cả nhà ơi, đa phần là họ làm mới hết, gần như là 80% là làm mới hết cả nhà. Thank you.
Ok, bây giờ mình đi lên cả nhà. Phải đây là cái khu tập kết vật liệu với nhau ấy. Rồi mình đã tới chân đèo nè. Rồi mưa mấy cái tống rảnh tống nước nó đậm nước cả nhà. Cái đoạn mà đi lên, đoạn bắt đầu đi lên này, cả nhà thấy ok chưa? Mình cảm giác là nó ok rồi đó, nó cũng đi rất là ngon, nhưng mà tuy nhiên hai bên họ vẫn chưa làm gì, chỉ làm một cái hệ thống nước thôi, vẫn chưa trang trí trang két gì đó. Quan trọng là cái mặt đường trước cái đã, mặt đường là quan trọng, tại vì mặt đường là để cho xe nó lưu thông á, nó không bị gián đoạn ở nhà. Cả nhà thông cảm nha, nhiều lúc mình bị viêm son đấy nha, lúc viêm son nó có nhiều quá, nó những âm thanh không hay, cả nhà bỏ qua cho nhé. Và cái mùa này nó mưa rồi nó khó chịu lắm, mình bị viêm son là mình khó chịu lắm. Đa phần thì họ làm cái mương cống rãnh một đoạn làm đoạn không ở nhà ơi, nó chưa có đồng bộ hết. Phía bên đây phải đây là họ đổ đống đá, họ lấp những cái khu vực cái đường tiếp cũ á, họ lấp lại hết. Có cái đoạn họ không làm, mình chắc mình nghĩ là ở chỗ đó là họ sẽ đào cái hố ga cả nhà. Cái đoạn họ không làm đó là đoạn đó thì họ đào hố ga, chắc chắn như thế. Một chiếc xe màu đỏ đó đẹp đó cả nhà, một cái tấm phù điêu nó lộ diện cả nhà ơi. Cái tướng đường cái chỗ này là lâu dần rồi nó sẽ lộ ra và nó mở rộng được. Đường này nó cũng đẹp đó nha, mình cũng đi dần cái này nha, đó là thời gian thôi, thời gian nó bị lấy lên hết. Tuyến đường này nó như thế nào, nó đẹp hay không rồi cũng rất là người dân rất là mong chờ á. Như hồi nãy mình nói là nó đa phần là nó làm mới hết, 80-90% là nó làm mới hết rồi nha. Các anh xe tải đây thì hư hỏng gì ấy. Đa phần là lên đèo là xe tải là hay bị hỏng nhiều cả nhà. Ly đường rất là nhỏ, cái độ dày rất là mỏng cả nhà. Chỗ này trống là họ chắc chắn họ làm nó ra.
trái kia, khi họ khai phá cái ngọn đồi kia là họ sẽ trồng, lúc qua họ trồng cho keo. Wow, một chiếc xe đấy hả? Ở đây là mình cũng đứng nè, đứng theo nó luôn nè. Rồi nó cho đi rồi. Wow. May quá bà con ơi. Không mà đứng nắng rồi. Cảm ơn anh công nhân nhé. Cái đoạn đường ở nhà cái anh đang dắt này đó, cái đây là giống như mình lên đúng không, xong rồi sổ xuống này, chỗ này nó bị trũng thế nè, sổ xuống này đó, rồi lại đi lên rồi lại đi lên. Wow, bụi quá. Vào cái ngày là chuẩn bị vào ngày 29 này nè. Lưu lượng xe đi chơi rồi đi tham quan rất là đông ở nhà ơi. Mình cảm giác cái chỗ ở đây nè, nó rất là đẹp. Chỗ này nó làm rồi, mình cảm giác người rất là đẹp. Mấy chiếc xe con mà đi nhiều á là họ đi chơi cả nhà, họ đi chơi đi xuống khu vực dưới đồng bằng mà chơi á, các tỉnh khu vực phía dưới nha. Đó, xe con họ đi quá trời không, đông quá nha cả nhà ơi. Bây giờ mình lén mình chui vô đây thử cả nhà nha. Vô tới trong kia thử là sao cả nhà. Nhưng mấy cái đoạn đường này họ đó, mình nhảy vô cái đường này thử mà nó không được thì họ đuổi ra nha. Biết khai thông chưa, cái đoạn đường này khai thông như nào. Wow, đây là lần đầu tiên đi qua này cả nhà. Thì dần xem thử thôi. Mình cũng thấy mấy cái vết xe máy họ đi chắc đi qua được cả nhà ơi. Wow, chỗ này họ đào kinh điển kìa. À, đi được cả nhà, đi qua được rồi. Được rồi, cả nhà ơi. Chỉ có còn một số ít đất người ta chưa đào. Phía bên này họ sẽ mình nghĩ là họ sẽ phá không ta, hay là còn để im này. Nhưng mà đúng, chắc có lẽ họ để im, tại vì ở bên này là toàn là đá không à. Phía bên này cả nhà. Phía trên nữa nhà ơi. Qua rồi. Rồi,
đó cũng là thời gian thôi, qua được hay không cũng là thời gian thôi nha. Rung nữa nè, cảm giác rung, có cả nhà rung cái gì không? Mình sợ bơi bánh đó nhà ơi, mình sợ bơi bánh à, mình sợ bơi bánh là mấy con chắc bộ á. Khu vực dưới đây họ đang làm. Thôi khỏi xuống mà. Khu vực dưới đây họ đang làm đó nha. Thế cái tuyến đường sẽ đi thẳng ra kia. Ồ, cái này tính ra cũng khá là lâu đó nha. Công trình này hơi lâu đấy. Nhìn thấy không? Đâm thẳng qua kia. Cái này là một cái ta gia cố cái mặt đường nó sẽ chạy theo hướng thẳng đó nha, hướng thẳng kìa. Đó. Đây nó sẽ nâng lên. Nó sẽ nâng dần lên đó nha, tạo thành một mặt đường á. Đường nó đi theo đường rộng. Đi thẳng và cái khúc cua phía bên phải đây là không còn nữa. Sáng giờ thấy xe con họ đi rất là đông ở nhà, gia đình của họ họ đi chơi. Đi chơi xong về đi học. À, đi chơi xong về đi học. Đó. À, nhìn thấy không? Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem luôn. Ở trên phía trên kia họ đang làm cái hệ thống chống sạt lở nha. Đó, cái mấy con nó đang nhảy múa không? Cái con đang nhảy múa trên kia. Đang chống nha. Không người ta gọi là như một cái hố nhà ơi. Mà
để đào thông qua bên kia luôn, đào thông, tại vì phía bên kia mình thấy cái đoạn phía dưới nó sâu á. Bây giờ dân Cao Nguyên đổ xô xuống vào ngày lễ họ đi rất đông. Đó, sáng giờ thấy xe con họ đi quá đông rồi nha. Nghỉ được 4 ngày mà. Hôm nay họ mới đi, đúng ngày hôm nay họ đi đông rồi. Xuống phía dưới rồi thử cả nhà. Phía bên phải này mấy anh đang đào ra đá không? Là sẽ lùi có, hôm trước họ phun họ trồng rồi, giờ có lên mọc xanh ở nhà rồi. Wow, đi cũng được đấy nhà ơi. Được, đi được. Đi luôn đi nha. Rất là quy mô vậy nè. Chỗ này nè, ôm cái cua, xe sẽ ôm cua vòng qua kia thì lên theo hướng kia. Bây giờ người ta cũng đang đào cái khu vực này cho nó sạch đi. Khu vực này họ đang đào sạch cho nó sạch. Bây giờ người ta giải to cái chỗ đây á. Cái anh đẹp trai anh đi tiếp á. Chỗ này người ta đang đào. Mình cảm giác là thấy hàng trăm chiếc xe con thế này họ đi xuống khu vực dưới họ đi du lịch cái nhà ơi. Xuống.
các bạn có nhìn thấy không? Ui. Xe kìa. Đó. Khu vực nó đang đều. Rồi, ok nha cả nhà. Đó, trong mấy cái trong vài vài tháng nữa, như cái đoạn hồi nãy cái mình đi ra đó, vài tháng nữa cả nhà, vài tháng nữa này sẽ bộ mặt nó sẽ càng khác hơn nữa. Theo như các bạn nghĩ thì nó được bao nhiêu năm nữa cả nhà? Mình nghĩ chắc cũng tầm 3 năm nữa nó mới xong á. 3 năm nữa, 2 hoặc 3 năm nữa nó mới xong. Rồi ok đi. Rồi, cái nhà thấy hay nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Nhấn vào cái chuông để nhận một cái video mới cả nhà. Công trình này nó tiến triển cũng khá là được cả nhà, có nhiều cái bộ mặt mới cả nhà. Gì? Chỗ này họ đang gia cố lại cái mặt đường cho nó chắc chắn cả nhà, bỏ họ đè đá, bỏ đá xuống họ luôn. Rất là nhiều công tâm Gia Lai xe ở trên cao nguyên họ đi xuống rất là nhiều cả nhà, đông ở Tây Nguyên này đi du lịch. Đa phần họ đi